Chào mừng các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Rất vui vì mình được gặp lại mọi người. Ở video trước, các bạn đã theo Minh Phụng Music đến với quận 9 để xuống công những mẫu đàn organ và piano điện đến từ nhà Kidman đang được khách hàng đánh giá rất cao. Nay anh em sẽ chuẩn bị vận chuyển đàn về showroom. Hãy theo team đi ngắm đường phố nha. Có lẽ với các bạn, khi đang sống và làm việc tại Sài Gòn, Hầm Thủ Thiêm đã không còn xa lạ nữa. Không phải vì vẻ đẹp tráng lệ, mà không gian thoáng đãng, bình yên giữa thành phố xa hoa chính là điều làm cho thành phố về đêm trở nên nhộn nhịp. Từ quận 9 để đến hầm, đường rất dễ đi. Các bạn chỉ cần đi từ xa lộ Hà Nội, qua ngã ba Cát Lái là đến hầm. Từng dòng xe ngược xuôi theo nhau qua hầm. Phía xa là những tòa nhà cao tầng, muôn ánh đèn đa sắc màu cùng âm thanh nhộn nhịp của xe cộ trên đường. Đến showroom rồi, đã hơn 22 giờ nhưng đội ngũ nhân viên vẫn nhiệt huyết đem từng cây đàn vào bên trong showroom. Như anh em đã biết, đợt hàng về lần này số lượng đàn rất nhiều, kho hàng không chứa hết nên phải để tạm ở showroom chờ để phục vụ đại lý và khách hàng thân yêu. Trong buổi hàng về showroom lần này sẽ là những cây organ Kidman K200 quen thuộc, cùng khám phá nhé. K200 có khối lượng nhẹ nên một lần bạn có thể đem 2-3 cây. Đàn được chất thành chồng cao, ngay ngắn và không chiếm diện tích. Đội ngũ nhân viên chuẩn bị đàn với niềm vui, mong muốn được phục vụ các bạn những cây organ chất lượng nhất. Lý do nên chọn K200 là gì? Tìm hiểu với mình nhé. Quà tặng hấp dẫn khi bạn mua đàn là chân đàn và bao đàn. Còn về chức năng, màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng của đàn, bàn phím cảm ứng lực đánh và nhiều chức năng phục vụ việc học nhạc của bạn như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, jazzbo tăng giảm tông, thư viện âm nhạc đa dạng 390 tiếng, 100 điệu, 64 polyphony, kết nối USB để người chơi luyện tập dễ dàng. Chế độ bảo hành với K200 nhé, bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nha. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.